Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vật liệu nhôm ốp cho cái cửa này. Các bạn nhấn M trên bàn phím và nhớ lại cái vật liệu chúng ta đã tạo. Chúng ta sẽ lấy lên, ốp vào cho nhanh. Tôi nhấn M trên bàn phím. Tôi kéo đối tượng này sao cho gọn hơn. Và chọn Material, chúng ta Open. Và chọn kim loại, loát lên, Open lên. Tôi sẽ kéo nhôm qua đây. Nhấp đúp lên, thu gọn lại và kéo lên đây. Thu nhỏ lại. Công việc tiếp theo chúng ta là chọn đối tượng nhôm ở đây thôi. Tôi kéo đối tượng này xuống một chút. Tôi chọn mảng kính này. Ở đây chúng ta chưa chọn được, các bạn thu nhỏ lại. Các bạn chọn về ô. Tôi chọn mảng kính, tôi hai nó đi, hai selection. Và chọn mảng nhôm ở trên. Các bạn nhấn Ctrl chọn thêm mảng bên dưới. Chọn nhôm và gắn vào. Tôi tạm thời tắt đi. Các bạn ấn hai ô lại. Bật lại cái này. Kéo xem vùng nhôm này được chưa. Tôi thấy rằng nó cũng tương đối được rồi, bởi vì đợt trước chúng ta đã test vật liệu rất là kỹ đúng không các bạn? Các bạn tiếp tục chuột phải vào, chúng ta chọn Draw Region. Chúng ta sẽ khoanh vùng cái gạch nền này để chúng ta test vật liệu. Tôi khoanh vùng ở đây. Các bạn bật M trên bàn phím. Các bạn kéo ra vật liệu mới. Tôi chuột phải đặt tên là gạch. Enter. Bây giờ tôi nhấp đúp vào đây. Perfect, tôi tăng cao nhất có thể. Tôi OK. Hiển thị. Và chọn đối tượng sàn đây. Bạn chọn một đối tượng. Ctrl chọn thêm. Chúng ta gắn vào. Nếu như chúng ta tăng cao nhất thì các bạn thấy rằng độ bóng của nó là rất bóng. Tiếp theo, tôi nhấp đúp hai lần vào đây. Và bấm vào Fastener Reflection. Bấm vào đây chúng ta chọn 3 để cho cái độ trong, độ sâu đẹp hơn. Enter. Thì thấy rằng ở đây độ bóng nó không còn nữa rồi. Có thể phần này chúng ta chọn Red Conosinus. Độ nhòe tôi chọn .92. Enter. Tôi thấy rằng đã tương đối đẹp rồi. Tiếp theo chúng ta gắn cho nó một cái map ảnh. Ở phần Diffuse tôi sẽ bấm vào cái nút này. Các bạn bấm vào Standard và chọn Bitmap. Tôi dẫn đến thư mục của chúng ta. Ở đây chúng ta có bài 12. Tôi sẽ chọn cái bitmap này. Đây. Open lên. Và chúng ta cùng nhau xem sự biến đổi của nó ở đây. Rất đẹp và hợp lý. Ngoài ra, ở phần Refresh này, tôi cũng có thể tạo một cái map mới và gắn nó vào. Tôi tiếp tục chọn bitmap. Và map của chúng ta đây. Tôi open lên. Và đóng hộp thoại lại. Chúng ta cùng nhau xem ở đây đã hợp lý hay chưa. Tôi có thể khoanh vùng lớn hơn. Chúng ta thấy rằng ở đây vật liệu tương đối ổn rồi. Nhưng cái map của chúng ta chưa được UV map, chưa đẹp lắm. Tôi sẽ UV map cho nó. Các bạn chọn đối tượng này. Chúng ta sẽ cùng nhau qua Modify. Đến từ trên xuống các bạn nhấn phím U trên bàn phím. Chọn UV về kép map. Các bạn dò từ trên xuống dưới. Cái phần box này tôi dừng lại. Thấy rằng map tương đối hợp lý. Và chờ render lên. Tôi thấy cũng tương đối hợp lý rồi. Ở đây tôi sẽ dừng cái bài học tại đây. Ở bài sau chúng ta sẽ hoàn thiện các đối tượng vật liệu khác.